Vẫn không. Vẫn là các cầu thủ U19 Việt Nam. Không được. Những đường chuyền ngắn ở khu vực sân khó khăn trong việc triển khai bóng sống, thì những tình huống cố định sẽ là những tình huống mà chúng ta phải rất trau chuốt. Đó. Việt Nam vẫn đang là tỷ số 0 đều. Cơ hội phản công dành cho U19 Việt Nam. Và đây là một cơ hội không vào. Áo số 9. Họ sẽ rất quyết tâm ở trong phút cuối. Vừa phản vào vào không tốt. Như vậy là đã có bàn thắng. Và thời gian đầu hiệp đấu thứ hai, anh chơi không hay một chút nào cả. Dứt điểm. Cơ hội. Văn Khang và tỷ số là 1-1. Một pha xử lý cho thấy sự